Hãy tính thuận tiện giá trị của biểu thức sau đây. Biểu thức bao gồm phép nhân cộng nhân. Chưa có thừa số chung, ta sẽ đi tính từng phép nhân rồi cộng kết quả lại. Để tính phép nhân thứ nhất, chúng ta nhận thấy 9 và 99 đều gần với các số chẵn, chục, chẵn chung, chẵn trăm. Vì vậy ta sẽ thay 99 bằng 100 trừ đi 1. Và phép nhân này trở thành là 9 nhân với 100 trừ đi 1. Còn ta sẽ thay 9999 này thành 10.000 trừ đi 1. Thì phép nhân này trở thành là 999.000 nhân với cái hiệu này. Vậy thì biểu thức trở thành cái cụm này cộng với cái cụm sau. Và áp dụng tính chất một số nhân với một hiệu. 9 nhân 100 là 900. 9 nhân với 1 là trừ đi 9. Rồi cộng với 9999 nhân cái này bằng 999. Rồi viết thêm 4 chữ số 0 nữa. Và cuối cùng là trừ đi 999. Chúng ta thực hiện là giao hoán đi một chút để tính cộng trừ. 900 mà cộng với cái số này thì ta sẽ được là cộng 9 vào đây. Ta được 999000. Để trừ nhanh đi 9 và trừ đi 999 thì ta trừ trước cái này. Ta trừ hẳn đi 1.000 rồi ta cộng với 1. Muốn trừ đi 9 nhanh thì ta trừ hẳn đi 10 rồi ta cộng với 1. Bây giờ ta sẽ nhẩm phép tính này nhé. Đây là 90.000. Nếu để trừ đi 1.000 thì ta còn 89.000. Như vậy ta thay 90 bằng 89.000. Để trừ đi 10, chúng ta lấy 900, ta trừ đi 10, ta còn 890. Và cộng với 1 cộng 1 tức là cộng 2. Vậy thì ta cộng thêm 2 vào hàng đơn vị, ta được chữ số 2. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 9989. 9, 9, 9, 2. Và đây là đáp số